Xin chào mọi người đã quay lại với kênh YouTube của Thanh. Hiện tại thì Thanh ngồi ở trong xe, vừa đi tập gym xong thì ra xe còn xíu thời gian thì Thanh tranh thủ trả lời tất cả các câu hỏi mà các bạn đã gửi về cho Thanh. Thì trong cái video này Thanh cũng tiếp tục trả lời câu hỏi của các bạn nha. Thì Thanh nhận được một cái câu hỏi là chương trình học thạc sĩ thì học trong vòng bao lâu, tức là chương trình Thanh đang theo học là học trong vòng bao lâu và chi phí như thế nào, với lại là bạn hỏi cơ hội ở lại có cao hay không. Thì trước hết thì Thanh sẽ trả lời là chương trình thạc sĩ thì trong thời gian bao lâu ha. Thì theo Thanh biết á, thì chương trình thạc sĩ nó có hai mốc thời gian. Một á, là 1,5 năm, hai là 2 năm. Tuy nhiên Thanh khuyến khích các bạn là nên đăng ký khóa 2 năm. Bởi vì ở Úc á, theo quy định của Úc á, thì nếu mà các bạn học những cái chương trình học nào mà trên 2 năm thì các bạn sẽ được gia hạn visa ở lại làm việc 2 năm. Tức là nếu mà các bạn chọn chương trình thạc sĩ 1,5 năm á, thì các bạn sẽ tốt nghiệp nhanh hơn, đỡ tốn thời gian. Tuy nhiên là sau đó các bạn rất là khó để mà apply cho cái việc mà gia hạn visa để ở lại làm việc tại Úc. Thì Thanh nghĩ là tùy nhu cầu của mọi người. Nếu mà các bạn chỉ muốn sang đây để du học và trải nghiệm cuộc sống ở Úc rồi xong sau đó các bạn về Việt Nam, các bạn không có nhu cầu ở lại để làm việc và định cư, thì các bạn có thể chọn chương trình là 1,5 năm, vừa nhanh tiết kiệm chi phí, mà Thanh thấy cũng ok lắm. Thì cái khoảng 1,5 năm đó là đã đủ cho các bạn để các bạn có thể trải nghiệm cuộc sống ở đây rồi. Tuy nhiên có một số bạn thì cái mục đích của các bạn khác, các bạn qua bên đây các bạn muốn học sau đó ở lại đây làm việc và nghĩ tới chuyện định cư, thì các bạn nên chọn là khóa học 2 năm, giống như Thanh cũng chọn khóa học 2 năm. Tại vì các bạn biết không, mình ở bên Úc á, tiền học phí nó đâu có phải là rẻ đâu. Ví dụ như khóa học của Thanh là khoảng 33.000 một năm. Thì tùy nha, tùy trường, có rất là nhiều và tùy theo thời gian nữa. Thì các bạn muốn biết chính xác thì Thanh nghĩ các bạn phải lên cái trang web của cái trường mà các bạn muốn apply á, thì các bạn sẽ biết được là cái giá học phí chính xác. Tại vì ở Úc nó công khai hết, các bạn cứ lên trên trang web của trường nào mà các bạn muốn apply vô, các bạn check cái giá học phí thì nó có hết. Nhưng mà thường cái học phí trung bình thì nó khoảng từ 30 cho đến 40.000 một năm. Thì cái học phí của Thanh là khoảng 33.000 một năm. Rồi sau đó các bạn, nếu mà các bạn chọn chương trình học 2 năm thì các bạn sẽ có thể gia hạn cái visa của các bạn để mà các bạn ở lại, các bạn làm việc thêm 2 năm nữa. Nó gọi là cái visa 485 á, là giống như là working visa đó. Thì Thanh thấy là cái đó rất là hợp lý các bạn, tại vì mình đã đóng tiền cho chính phủ, mình đã đóng tiền cho trường, đóng tiền cho chính phủ là về cái xin visa nè, rồi những cái thủ tục, tất cả các thứ, rồi mình đóng tiền cho trường để mà học phí. Thì 2 năm trời đâu có phải là ít tiền đâu, thì mình cũng nên ở lại đây 2 năm để mình tìm cái cơ hội làm việc, để mà mình bù lại cái khoản tiền mà mình đã bỏ ra. Ở Úc, một điều mà Thanh rất là thích đó là cái lương đó, nó cao. Nên thành ra là ví dụ như các bạn làm việc ở văn phòng đi thì cũng 20 mấy, 30 mấy đô một giờ. Giống như bạn Thanh mà làm giáo viên ở trong trường tiếng Anh bình thường thôi thì cũng 50 đô một giờ. Còn Thanh có một người bạn làm ở Monash thì lương cao hơn là khoảng 80 đô một giờ. Nhưng mà cái giá đó thì tức là Thanh update lúc mà Thanh mới qua nha, Thanh hỏi. Còn bây giờ thì có thể là nó tăng lên thì Thanh không biết. Nhưng mà Thanh thấy là cái đồng lương ở bên Úc khá cao, nên thành ra sau khi các bạn tốt nghiệp các bạn có 2 năm để các bạn ở lại tìm việc làm, để tìm kiếm cơ hội cho mình, thì Thanh nghĩ là các bạn nên đăng ký khóa học thạc sĩ là 2 năm, sau đó được gia hạn thêm cái visa của mình 2 năm nữa, tức là các bạn có được 4 năm sống tại Úc. Một điều mà Thanh nghĩ là tất cả các bạn rất là quan tâm đó là khi mà học thạc sĩ xong rồi thì có cơ hội để ở lại Úc hay không. Khó mà nói là học thạc sĩ xong có thể ở lại được hay không các bạn. Tức là còn phải tùy vào các cái ngành mà các bạn chọn nữa. Ví dụ như cái ngành mà các bạn chọn nó nằm trong cái list mà nước Úc đang cần, những cái ngành nghề mà nước Úc đang cần, thì các bạn sẽ có thể xin PR, rồi các bạn học tiếng Anh. Nó có chỉ tiêu và nó có những cái điều kiện mà các bạn phải đáp ứng được, đủ được những cái điều kiện đó, đủ điểm thì các bạn có cơ hội để ở lại Úc làm việc. Thì Thanh sẽ đưa ra những cái ví dụ nó cụ thể ha. Ví dụ như là các bạn học qua bên đây mà các bạn học về thạc sĩ quản trị kinh doanh đi, thì cái ngành quản trị kinh doanh á, ở Úc họ không có cần.
trong cái list á, thì họ không có cần. Nên thành ra khi mà các bạn tốt nghiệp ra, các bạn xin ở lại theo dạng tay nghề mà các bạn tốt nghiệp quản trị kinh doanh, thì các bạn sẽ không có thể xin PR được, tại vì là nó không có nằm trong cái list. Nhưng mà các bạn học về điện tử, các bạn học về kỹ sư, các bạn học về những cái ngành giống như là trong cái list họ cần, thì các bạn có thể xin apply cho cái PR để các bạn trở thành là permanent resident. Thì sau khi có PR thì các bạn sẽ có thể apply cho citizen luôn, trở thành công dân của Úc. Nhưng mà nó cũng không phải là dễ, tại vì nếu mà các bạn muốn apply cho PR thì tùy ngành nó sẽ có những cái điều kiện khác nhau, cái trình độ tiếng Anh khác nhau và cái số điểm khác nhau. Ví dụ như ngành kế toán là một trong những ngành đang rất là cạnh tranh, số điểm đang rất là cao. Nếu mà các bạn muốn apply cho cái ngành kế toán đi thì các bạn phải có từ 85 90 điểm gì đó thì các bạn mới có thể apply cho PR được. Có cái cơ hội thôi. Mà Thanh đang nói là về thành ngay chỗ thành phố Melbourne là cái chỗ mà Thanh đang ở nha. Chứ còn mỗi bang thì nó lại có mỗi cái luật khác nhau nữa. Rồi về ví dụ như là ngành IT đi, IT thì cái điểm nó thấp hơn, nó chỉ có khoảng là 75 80 thôi. Tức là bạn có chừng 75 80 điểm thì các bạn có thể là apply cho PR rồi. Thì nó phải phụ thuộc vào cái ngành mà các bạn học, là cái ngành đó nó có nằm trong cái list mà chính phủ Úc họ đang cần hay không. Thì cái cơ hội của các bạn ở lại nó phụ thuộc vào cái ngành các bạn chọn. Nên thành ra không thể nào nói là học thạc sĩ có cơ hội ở lại hay không, mà phải họ nói là bạn học ngành gì và có cơ hội ở lại cho ngành đó hay không. Ví dụ như ở bên Úc này nó đang rất là cần cái ngành chef á các bạn, giống như là đầu bếp á. Ví dụ như các bạn là đầu bếp đi ở Việt Nam qua, các bạn có kinh nghiệm làm việc ở Việt Nam rồi, các bạn qua đây các bạn cũng tiếp tục làm nghề đầu bếp thì các bạn vẫn có thể xin PR để các bạn ở lại Úc đó, chứ không hẳn là các bạn phải đi học thạc sĩ thì các bạn mới có cơ hội ở lại Úc. Nếu mà các bạn cứ là ngành nghề mà các bạn học hoặc là ngành nghề mà các bạn đang có nằm trong cái list của chính phủ đang cần thì các bạn có cơ hội để xin PR. Thì cái đó là Thanh đang nói về cái diện mà xin theo cái dạng tay nghề nha. Tại vì xin PR ở Úc nó có rất là nhiều dạng, giống như là đầu tư rồi tay nghề, rồi giống như mua trái phiếu chính phủ, tất cả cái rất là nhiều loại. Nhưng mà Thanh đang nói về cái loại mà xin PR theo cái dạng tay nghề để trả lời cái câu hỏi mà một bạn đã comment tối hôm qua và sáng nay Thanh nhận được á. Thì Thanh trả lời cái câu hỏi đó cho bạn để cho bạn có thể hiểu hơn. Ngoài bạn thì các bạn khác nếu cũng có quan tâm tới cái vấn đề này thì cũng được giải đáp thắc mắc dạng vậy đó. Ok, thì tóm tắt lại cái câu hỏi mà bạn đã hỏi Thanh ha, thì chương trình học thạc sĩ thì bao lâu, thì Thanh sẽ trả lời là 1 năm rưỡi hoặc 2 năm. Tuy nhiên Thanh khuyến khích là nên chọn 2 năm để sau đó các bạn có thể gia hạn visa để các bạn ở lại làm việc ở Úc thêm 2 năm nữa. Rồi cái câu hỏi thứ hai là chi phí học phí bao nhiêu, thì chi phí là ăn uống các bạn xài thì cái đó là riêng ha, có thể là Thanh sẽ làm một cái video riêng tại vì giờ nó đã dài lắm rồi. Tuy nhiên về cái học phí thì nó sẽ dao động từ 30.000 cho đến 40.000 tùy trường. Trường càng lớn thì nó càng mắc tiền. Ừ, dạng vậy. Còn những trường vừa vừa thì nó rẻ hơn. Tuy nhiên ở Úc thì Thanh thấy nền giáo dục nó đã rất là tốt rồi, thì các bạn học trường nào cũng ok hết trơn á, Thanh nói thật. Cái đó là cái chia sẻ thật lòng. Quan trọng là các bạn cảm thấy thoải mái, hợp với lại tài chính và các bạn cảm thấy là thích cái môi trường ở ngôi trường đó thì bạn chọn thôi. Chứ thực sự thì trường nào ở Úc Thanh thấy cũng ok. Với lại là cái chuyện mà các bạn xin PR để các bạn ở lại Úc á, thì nó lại không phụ thuộc vào các bạn học trường nào. Các bạn học trường nào cũng được, miễn các bạn học cái ngành mà người ta cần. Thì khi mà các bạn xin PR thì các bạn cứ apply cho các ngành đó thôi. Chứ người ta không có nói là bạn phải học trường tốt, trường giỏi, trường lớn thì các bạn mới xin PR được. Còn bạn học trường nhỏ thì các bạn không xin được. Không có chuyện đó nha. Nên thành ra là các bạn cứ chọn như thế nào mà cho phù hợp với lại hoàn cảnh gia đình mình, hoàn cảnh kinh tế, rồi sở thích của mình là ok. Rồi cái vấn đề chốt lại nữa là học thạc sĩ có ở lại Úc được hay không thì Thanh đã giải thích rồi.
Nó không quan trọng ở chuyện bạn học thạc sĩ hay bachelor hay là diploma, mà nó quan trọng là cái ngành nghề của bạn. Bạn đã học, bạn có cái kỹ năng về cái ngành đó và có bao nhiêu năm kinh nghiệm, rồi cái khả năng tiếng Anh của bạn như thế nào. Thì những cái yếu tố đó, đó là những cái yếu tố xét để mà xin PR, để mà có cơ hội ở lại Úc. Nó không có phụ thuộc vào cái chuyện là các bạn phải học thạc sĩ hay là các bạn phải đi học đại học. Thanh cảm ơn các bạn rất là nhiều trong thời gian qua đã ủng hộ cho kênh YouTube của Thanh. Bây giờ thì Thanh phải lái xe về nhà, chuẩn bị đi học. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Nhớ like và subscribe kênh YouTube của Thanh nha. Điều này rất rất là quan trọng, bởi vì nó sẽ là cái niềm động lực rất là lớn để Thanh tiếp tục làm video. Nếu mà làm video mà các bạn không like, Thanh buồn lắm. Sao mà có động lực làm tiếp được, đúng không? Vì vậy là các bạn hãy like và subscribe kênh YouTube của Thanh nha. Thanh cảm ơn các bạn rất 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 nhiều luôn. Trong những video sau, Thanh vẫn tiếp tục trả lời các thắc mắc mà các bạn gửi cho Thanh, cộng thêm là Thanh sẽ quay nhiều hơn về cái cuộc sống Úc ở bên này để cho các bạn có thể hiểu được và các bạn có thể hình dung được cuộc sống bên Úc là như thế nào. Bye bye, nói nhiều quá. Bye 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 bye.